tiếp tục bộ đồng nha cả nhà ha. Bộ đồng tốt tiếng nha cả nhà. Đồng này là phe nha cả nhà. Đồng phe tốt tiếng nha. À, con này là nước ngoài là gù khống nha cả nhà ha. Gù rước gù khống nha cả nhà. À, chung đấu đé rất là hay nha cả nhà ha. À, nước ngoài con này là bài tốt lắm nha cả nhà. À, cả nhà xem bộ cường như bộ mình quá là nét nha cả nhà ha. À, chim này là chim tơ nha cả nhà ha. Chim tơ bài lối tốt nha cả nhà ha. Chim bộ lông sáng rực nha cả nhà. À, những con chim này thường thường rất là nhanh nổi nha cả nhà ha. Cả nhà xem bộ mặt quá là nét luôn cả nhà ha. Rồi cả nhà xem video tự thẩm nha. Nếu thấy hay cho em xin một like, một đăng ký nha cả nhà ha. Cả nhà nào cần vội cứ liên hệ trực tiếp cho em. Rồi em tạm ngưng video đây nha. Cả nhà xem vui vẻ nha.